bạn, mình là Vũ Hải Anh, học lớp 3B của cô Trang Thắng Sơ Đồ. Hôm nay mình xin thuyết trình bài thống kê số hàng nghìn của 49 là nhắn được sử dụng kiến thức cần nhớ luyện tập và một cái nội dung bài học. Nhắn được sử dụng có hai nhánh lớn và 6 nhánh nhỏ, và chính là ví dụ thực tế biểu dẫn dân số một xã, biểu dẫn số kia trong trang trại, dùng sử dụng tiền để mua bán.